Xin chào độc giả của tạp chí Đẹp, mình là Châu Bùi và đây là mẹ Lan, chị Lan sinh nhà mình. Xin chào mọi người. Nhân ngày của mẹ thì Châu sẽ muốn gửi lời đến chị Lan nhà mình, đó chính là mong rằng là mẹ sẽ luôn trẻ đẹp, nhưng mà cũng đừng quá, tại vì Châu đang cảm giác như mẹ càng ngày càng trẻ hơn cả Châu. Mẹ không còn vết nhăn và da càng ngày càng trộm vía. Châu thì nghĩ rằng là khi mà Châu ở một mình thì mình sẽ là một Châu khác, còn khi mà ở với cả mẹ, ở với gia đình thì mình sẽ về một cái người con rất là bé bỏng. Và Châu thì cảm giác là hôm nay là một ngày rất đặc biệt với cả mẹ con mình. Mẹ thì cũng rất là háo hức khi mà bay vào Sài Gòn để thực hiện bộ ảnh này. Châu cũng rất háo hức để đón mẹ. Và mình cũng cố gắng là kiểu để cho mẹ mình thoải mái, mẹ mình ăn no, ngủ kỹ, có sức khỏe để hôm nay có thể rất là tươi cùng chị mình. Thì đấy là cái duy nhất mà Châu mong muốn ngày hôm nay, đó là mẹ con sẽ có những kỷ niệm đẹp, sẽ có một bộ ảnh để đời.